Công an vào cuộc vụ nhóm nữ sinh đánh nhau, lột đồ ở Thái Bình. Sau khi mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh đánh nhau khiến dư luận bức xúc, công an đã vào cuộc. Ngày 19 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Giao thông, một lãnh đạo công an thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cho biết đang xác minh vụ nhóm nữ sinh đánh nhau khiến dư luận dậy sóng. Chiều qua, ngày 18 tháng 9, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một video clip quay lại cảnh một nữ sinh bị nhóm ba nữ sinh khác đánh hội đồng, đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, nữ sinh mặc bộ đồ thể thao, áo trắng, quần xanh dùng mũ bảo hiểm đánh, đập vào đầu, tát vào mặt, đạp vào bụng, giằng tóc đánh nạn nhân và liên tục nói lời lăng mạ, xúc phạm. Trong khi đó, hai nữ sinh khác còn tích cực giúp sức, túm chặt và giằng xé quần áo của nạn nhân trước sự chứng kiến của một số học sinh khác. Clip sau khi được tung lên một số diễn đàn nhận được sự thu hút từ cộng đồng mạng, phần lớn các bình luận đều rất bức xúc trước cách hành xử bạo lực của các nữ sinh. Tài khoản Phương Thi viết, bố mẹ sẽ rất đau lòng khi các em có những hành xử như thế này. Tài khoản Lã Thị Kim Thu thì bức xúc, bao nhiêu vụ bị xử lý rồi nhưng có vẻ các bạn vẫn chưa nhìn ra. Thay vì lướt mạng, hãy đọc sách để hoàn thiện bản thân hơn, dần hình thành cách ứng xử văn minh hơn. Qua tìm hiểu, được biết nơi xảy ra vụ việc là phía sau trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Ngoan, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cho biết, nữ sinh bị đánh và nhóm tham gia đánh nhau đều không phải là học sinh trường Trung học Phổ thông Hùng Vương. Theo thầy Ngoan, nhóm nữ sinh này là học sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Xác nhận thông tin này, ông Trịnh Minh Tuân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thị trấn Vũ Thư cho hay, ông đã biết video này. Hiện ông đang rà soát và chờ kết quả điều tra của Công an thị trấn Vũ Thư. Tôi đã nắm bắt được sự việc nhưng video rất mờ, không nhìn rõ mặt các nữ sinh nên chúng tôi chưa xác định được. Chúng tôi đang chờ kết luận từ phía công an để có phương án xử lý, ông Tuân cho biết. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.